em quên mang cái áo khoác đỏ thôi mà anh ấy lườm em từ đầu buổi cho đến cuối buổi. Em rất là mệt. Em buồn lắm. Em thấy tiếc cho Vy Thăng, Dikit và Cano. Em mà đứng ở vị trí của anh Binzy lúc đấy em sẽ chọn anh Dikit. Em thấy anh Karik rất là ngãnh giống em. Anh cũng hay kể chuyện cười với bọn em ấy. Nhưng mà anh cứ toàn kể xong một mình anh cười. Fit Daily, cà phê thật kết nối thật. Fit Daily, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rock Việt. Thì không biết là hiện tại là mối quan hệ của hai thầy trò như thế nào rồi ha. Ôi trời ơi, rất là áp lực luôn. Em cảm thấy rất là áp lực luôn. Hôm nay bọn em đi chụp ảnh. Em quên mang cái áo khoác đỏ thôi mà anh ấy lườm em từ đầu buổi cho đến cuối buổi. Em rất là mệt. Buồn lắm. Em có thể chia sẻ thêm về một kỷ niệm khó quên của em với cả anh Binzy không? Em nghĩ là trước lúc thi vòng 3, anh ấy đã rất ân cần và ôn tồn. Anh ấy muốn chia sẻ với em và muốn mong muốn em có thể làm tốt ở vòng thi này. Để em không tâm lý nữa. Anh ấy giữ vững cho em được cái sự thoải mái khi bước vào sân khấu. Em cảm thấy là em đã hiểu Karik được không chưa? Dạ chưa. Em nghĩ anh Bin với em đều có một điểm ít nói nha. Cái cách thể hiện cảm xúc kiểu này anh Bin hay kiểu Em thấy anh Karik rất là ngãnh giống em. Em thấy tiếc cho Vy Thăng, Dikit và Cano. Em mà đứng ở vị trí của anh Binzy lúc đấy em sẽ chọn anh Dikit. Sau khi mà anh Karik lựa chọn như thế và em nhận được nhiều cái bình luận như thế thì em rất là stress và tâm lý. Em nghĩ anh Bin rất hiền, anh Bin hòa đồng và cởi mở. Anh cũng hay kể chuyện cười với bọn em ấy. Nhưng mà anh cứ toàn kể xong một mình anh cười. Kiểu đôi khi em nói chuyện với anh ý mà em cũng anh nói gì đấy? Em kiểu em cũng biết là nói gì luôn. Có nghĩa là anh ấy nó khó hiểu à? Em không hiểu được. Không phải khó hiểu mà là nó bị điện ảnh đến một cái mức rồi, mà hiểu, em sẽ bị kiểu em sẽ kiểu nhưng mà thật ra trong đầu là như anh Bi rất hiểu tâm lý của thí sinh và ngay cả tất cả mọi người khác. Nếu mà đã tiếp xúc anh sẽ hiểu tâm lý của người đó sẽ như thế nào. Và em nghĩ là tâm lý lúc đấy em chưa đủ tự tin. Tare và Possible giống như hai anh em sinh đôi vậy. Khi mà hai người đấy đứng cạnh nhau thật sự em không phân biệt được ra luôn. Như hai con vượn con chị. Em kiểu như kiểu tắc răng nhân hai. Ôi trời ơi. Sợ lắm. Fin Daily, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Con chấp nhận. Ủa Hà ơi, em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Em không còn nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái góc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc. 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này khoa học vẫn chưa giải quyết được mà cứ cố mang khoa học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó sẽ đáng được làm sao.
Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.